siêu thị ở Ukraine đi lên trên. Cửa hàng bán đủ thứ rồi chú anh chị, đồ trang trí trong gia đình, bếp, tranh ảnh, sách vở, gấu bông, đồ tặng sinh nhật cho chị em. Rồi rất là ngăn nắp sạch sẽ, mỗi bên thì có một cái những cái khung 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 như thế này nè, nhiều cái gì đó Acula nhiều, con cấp mập á. À, em thích cái gian hàng này nè, gian hàng này đẹp quá chừng luôn rồi chú anh chị. Cái này giờ trang trí trong nhà đẹp lắm luôn hả? Bình hoa, bình bông. Ừ. Đó, đủ màu. Người ta thường ở đây trang trí cho mình dễ, cho mình, người ta trang trí sẵn cái tông màu cho mình á. Sao? À, này tông màu màu trắng ha, màu trắng màu xám, thì bên này sẽ là tông màu xanh dương đó. Rồi ở chỗ bên này cũng vậy, bên này hơi màu xanh một chút xíu, bên này một chút xíu màu vàng với lại một màu nâu đó. Nhưng ta trang trí theo tông á, mình đi mua hàng rất là dễ lựa, đẹp thôi cô chú anh chị ha. Cái này là gì đây ta, xin phép mở ra một cái thôi. Đó, không hiểu luôn, không biết nó đựng gì luôn. Vaza bình à, slanya, không biết nó đựng gì vậy đó, để trang trí trong nội thất trong gia đình này đẹp. À, còn đây nè, cái điều này mấy đáng này đẹp quá chú chị. Ở nhà đó để mấy cái ghế, mấy cái ghế chỗ cửa để mang giày, ngồi xuống để mang giày nè, đẹp ghê chưa đó. Rồi bên này là tông màu tím, đồ trang trí trong gia đình này. Ừ, màu tím rồi màu hồng, màu xanh. Ồ, mấy cái bình bông để trong nhà này cô chú. Hôm nay trời ơi, cái kệ để trái cây đồ đẹp này mà nó mắc quá à. Mà đã giảm giá rồi mà tới 60-70 đô luôn, mắc quá, phải tầm 20 đô mua được. 60-70 đô mắc quá rồi chú anh chị. À, bình bông hoa khô, chanh, để chanh á nè. Là cửa này, cái cửa hàng này mà đi á, là quay mấy này luôn mới hết, nếu mà quay từng khu á. Cái này để trái cây trang trí trong nhà, cái này là phải dùng một cái ngôi nhà thiệt là lớn mới mua mấy cái này về được. Cái nhà nhỏ nhỏ giờ để lên là hết chỗ luôn. Một cái mẫu cái bình như vậy, cái này nè cô chú anh chị, thì tầm giá khoảng 6-7 bao nhiêu đó, 80 đô hả? Đó, khoảng tầm là 70-80 đô, 100-200 đô gì đó một món. Bên đây nữa nè, đủ thứ gam màu hết. Ở dưới kia nữa, mấy cái này mà có nhà lớn á, mua về để lên đẹp lắm luôn nè. Thôi chim cà sao căng nhằn mẹ hoài chim, mà con đi chơi đi. Ừ, để mẹ quay chút xíu này con, nó căng nhằn không. Đây nè cô chú, bên trong nữa nè đó. Mấy cái này để mua về trang trí trong gia đình đẹp ha, thích ghê. Mà điện cái trời ơi, nghệ thuật đó. Thấy em không? Đang quay á. Bình bông quay từ trong này tôi chúng nó thích nhất là người ta đã trang trí sẵn những cái tông màu á, để cho mình dễ mua. Nhà mình mà thí dụ trong gia đình mình mà sử dụng cái nền hoặc là cái tường màu, cái tông màu gì đó, cái mình mua về đúng cái màu tím này đẹp ha. Ôi đẹp quá trời luôn. Ô, một cái này nè, một cái giống như cái hình vỏ sò mà bằng đá thủy tinh. À, một cái này nè cô chú anh chị, là tầm khoảng 100 bao nhiêu, gần 200 đô, gần 200 đô một cái này nè. Đó, cái này nè,
đẹp chưa, cái này bao nhiêu tiền? Cái này thì dễ hơn ha, cái này thì có 80-90 đô mà cái khay này đẹp nè. Ok, hả, đẹp hả con ha. Còn cái này nữa để trong gia đình. Một cái này này của chú anh chị thì tầm khoảng 200 đô. Cái này còn 200 đô mà được giảm giá rồi nè, giảm giá 20% rồi đó. Đó, cái này nè, cái này thì 90-95 đô, đẹp ha. Mà 7 mấy trăm đô cái khay này đẹp nữa nè. Nghệ thuật. Wow. Cái này 70 đô. Đẹp hơn Lucas, nó thích cái này của chú anh chị. Lucas nó nói cái này đẹp. Cửa hàng rất là lớn mà đều vắng người, lúc trước mà thời chưa có chiến tranh á thì người ta đi mua đồ đông hơn, còn bây giờ ít rồi chứ. Chỗ này những cái lọ để bông này, lọ bình bông đẹp, giá cả chỗ này thì nó rẻ hơn tại vì bằng những cái loại sứ, nó không có bằng thủy tinh, rẻ hơn. Qua bên đây thì rất là nhiều bình lọ thủy tinh nhiều hơn nè. Bên tâm này vàng hơn, này bằng đá. Mấy cái loại bên này bằng đá, bằng sứ. Cái thằng cái đặt mỗi lần quay video đưa cái mặt nó vô. Nó bình đá sứ đủ loại, đủ màu, đủ loại hết luôn. Đẹp ha. Bên này thì rẻ hơn, một cái bình như vậy thì khoảng tầm cái này khoảng mười mấy đô một cái. Những cái này dành cho ngôi nhà lớn. Tông này cũng đẹp nè, tông này thì nó nhã nhặn hơn. Đó, sứ, đá. Người ta trang trí rất là đẹp, mình thích cái trang trí của người ta quá. Ở Ukraine thì cái siêu thị này là nó đứng top luôn chú chị, là họ bán tất cả những cái gì liên quan đến gia đình, không có thiếu một cái gì luôn. Cho nên thành thử ra không có cái cửa hàng nào mà cạnh tranh được với cái cửa hàng này, nó có khắp nơi trên lãnh thổ Ukraine luôn. Thì cái ngày mà xảy ra cái chiến tranh ở Bucha đó thì nó bị đánh bom trúng một cái cửa hàng này, cháy hết luôn, thì tổn thất rất là nhiều. Ngồi ra thì này, họ có đầy đủ hết. Mẹ, nếu chú con đưa 1.000 đô cho mua đồ chơi, con mua 1 lon lego với mai cái súng nhọt. Mơ gì đâu. 3D puzzle. Đẹp luôn chứ anh chị ha. Cái cửa hàng này người ta bán từ vật liệu xây dựng để sửa chữa gia đình, rồi đến trang trí, rồi đến dụng cụ đột nhà bếp, rồi đến sách vở gia đình học sinh này, đầy đủ hết mà nhiều. Phải nói là mua, mình muốn mua cái gì vô đây mua là hết mua một lần luôn, chỉ cần tiền là đi vô mua hết lần luôn, không có cần gì hết. Chỗ này là bán mền, gối mà giảm giá quá chừng luôn, giảm giá 50% luôn nhỉ. Chỗ này bán mền, gối, giường, chiếu, đủ thứ. Đủ loại của chú anh chị mà giảm giá nữa. Giường. Đó. Đủ loại, đủ cái nhãn hiệu hết. Con gọi thứ ba đang ở đâu vậy con? Thời buổi chiến tranh á, bán hàng bị giảm á, cho nên là người ta giảm giá rất là nhiều, giảm 50%, 40% hết chừng luôn. Ở chỗ này bán đồng hồ. Đồng hồ kính, chậu. Chỗ này bán dầu thơm, mấy cái loại dầu thơm để trong gia đình, để trong toilet rồi cho nó thơm nè. Dầu thơm để phòng, đủ loại đủ mùi hết, thơm hết chừng luôn. Ở sâu trong bên kia nữa, nhiều lắm luôn á. Nếu mà quay hết cái chỗ này mà nó không mấy ngày. Mấy cha con đang làm gì bên này?
Chị Ma làm gì chị Ma? Chị Ma ăn bếp. Chị Ma bạn gái girlfriend. Baby gái. Chị Ma ôm bạn gái á. À, chỗ này thì bán đồ cho chị em, cho baby này, đồ bô. Bô rồi mấy cái thao để tắm. Nhiều loại bô màu đẹp ha, dễ thương. Bô thao tắm đủ loại cho con trai con gái, cho bé trai bé gái đầy đủ kiểu hết. Đồ chơi tã sữa tắm đầy đủ hết luôn, rất là nhiều đồ chơi cho em bé. Sách vở ở bên này là ở bên chỗ này bán gấu bông. Đi gần phố thì chết thanh long kìa. Chim bơ. Đó avocado. Con vịt nữa này, con vịt. Chim bơ đó, không có con kia. Chim bơ. À có con chó nè. À đẹp coi chỗ này coi nè, các bạn coi gấu bông á, gấu bông đủ loại đẹp ha, dễ thương. Mấy cha con. Trời ơi, đáng yêu chưa? Thomas. Chim con. Hai cái hả? Đấy, coi thưa. Một con gấu này có giá 25 đô. Chỗ này bán xe đồ chơi cho mấy em nhỏ, đủ loại trò chơi xe luôn cô chú chị. Xe đạp xe lớn, xe mặt cạch, bàn học, bàn cho mấy em nhỏ ngồi chơi nè, bằng gỗ, bằng đủ thứ. Bên đây bán xe đẩy cho em bé. Chỗ này bán xe để cho mấy em nhỏ ngồi ăn này. Đẹp ha. Ừ, ở nhà không có đâu, có chịu ngồi đâu mà. Xe đẩy. Xe đẩy cho baby, con có baby nữa đâu đẩy. Mà ở nhà con có mà. Cái này là giường nôi cho mấy em nhỏ ngủ, baby ngủ. Ở trên chỗ này bán quần áo cho baby nè. Có con đi vô trong này mua một phát một và không cần đi đâu lòng vòng á, cho mệt luôn. Xe tập đi. Xe tập đi nè. Đây là hàng trưng bày, không khi mà mình mua người ta sẽ đưa cho mình cái hàng kho, nghĩa là cái hàng chưa mở khui á, cho nên là cái nơi kho người ta rất là lớn. Khăn, có cái tủ mà để tắm quần áo cho em bé nữa nè, bán khăn, bán đồ, tủ quần áo cho baby, vớ tóc. Cái chỗ này bán mấy cái đồ núp cho em bé. Tim ăn Lucas hồi từ nhỏ giờ không có đứa nào chịu núp cái này cô chú ơi. Đưa vô nó nhả ra không, nó đâu chịu núp cái này đâu. Lucas chỗ của chú hàng em bé không đòi mua gì cắt. Bình sữa, bót đánh răng. Trời ơi, bót đánh răng gì sao sạch. Đánh răng này cho BB không có răng nè. Cái bót này cho BB không có răng nè. Chứ cỡ tim ma sao đâu. Cái chỗ này bán đồ nhà bếp, mấy cái bộ đồ áo của nhà bếp mặc này cho anh chị, khăn giải bàn nè, cái mấy cái đồ để cầm đồ nóng á, bao tay, cái đề kệ rồi nè, áo đẹp ha. Đầy đủ màu hết luôn, màu rất là đẹp, mình thích mấy cái màu này ghê, màu này sang. Chị Ma chạy đã luôn, tim ma sạch cái nền này, sạch
quá chừng sạch luôn. Còn cái chỗ này người ta sẽ trang trí cho mình một cái bàn theo cái tông màu của cái bếp á. Thì cái này là tông màu hồng nè, màu hồng hồng tím ha, hồng lạnh đỏ, bên này hồng nhạt. Rồi người ta sẽ trang trí sẵn á, theo cái gam màu, để mà ai thích cái tông màu gì thì cứ mua về cái màu đó, rất là đẹp, ta trang trí sẵn. Cái này là nè, tông này đẹp ha, đủ thứ này, kêu ăn thì có cái dĩa lớn, một cái dĩa nhỏ, rồi muỗng nĩa. Vậy mà khách đông lắm nha cô chú anh chị, ta vô mua đủ loại này. Tây tông màu xanh này, mắc quá chứ, quên coi of color green no. Mắc thích tông màu xanh này nè, xanh này đẹp quá cô chú anh chị ha. Đó, màu xanh. Rồi ở bên này hơi màu hơi vàng vàng, vàng hồng hồng nè, đẹp. Đó, đẹp ghê chưa. Mua hết cái này về là để trong nhà sang liền, sang để sang chảnh luôn á. Còn ở kia là mấy cái loại dĩa. Bên này là tông nhân viên làm việc rất là nhiều. Cái này tông màu trắng với lại một chút màu xanh. Nó màu trắng một chút màu xanh. Dĩa đủ loại chứ chị, giá cả cũng hợp á, cũng hợp lý á. Không có mắc gì mấy. Cho nên là người ta đi vô đây mua rất là nhiều. Còn đây là cái cũng là cái tông màu khác nhau luôn, đẹp. Đây người ta trang trí sẵn cho mình là một cái tông màu. Tông màu màu này là màu gì? Màu cà phê hả? Đó, đây nữa nè, đây sẵn một tông màu xanh dương. Trời, nhìn cái này là muốn mua hết, ôm hết về nhà trời. Thích quá. Dĩ đẹp ha. Cái này không có giá. Đó. Thấy cái này đẹp nè cô chú anh chị. Mình thấy cái tầm cái này có mấy cái ly uống rượu quá đẹp ha. Cái giá này là của cái bộ này nè, 200 đô. Cái bộ tách này không nha, chứ không phải mấy cái tô cái chén này đâu. Tô chén này là giá khác nữa, ly là cái giá khác nữa, mỗi thứ đặt trên này là một giá khác. Một cái khay, cái kệ này không này mà có giá khoảng 80 đô rồi. Nếu mà tính hết cái bàn này chắc cũng 1.000 đô á, không mà hơn 1.000 đô chứ anh chị. Tại vì một bộ nó tới từ mấy trăm đô rồi, một bộ đó 200 đô rồi. Một cái bàn này chắc cũng mình nghĩ cũng 2.000 đô. Bên chỗ này thì bán mấy cái đồ để làm bánh, cái khuôn chén dĩa để làm bánh. Cái loại này nè, hồi đợt mình mua một cái son về á, cái để trên bếp chưa kịp nấu nó bể làm hai, nghĩa là phải nấu súp thôi, chứ còn mà để trên cái nó nóng, áp lực nó nóng quá nó bị bể. Chỗ này bán ly đủ màu, màu xanh, rồi ly màu xanh dương. Lucas nó mệt, nó ngồi lên ghế. Một cái ly gì đẹp ha, 126 riem nè, thì tầm khoảng 5 đô hả, 4 đô mấy á, 4 khoảng 4 đô. Đẹp ha. Còn bên dưới này thì để màu đỏ, tông màu. Giá cả thì giống nhau mà khác màu, người ta sẽ để theo từng khu vực. Còn bên đây là những cái loại ghế nệm đó, để trang trí trong gia đình. Đủ loại gối, đủ màu. Đẹp. Mình thích cái ghế bên kia, ồ hồ, tới 100 mấy chục ngàn luôn. Đây coi, cô quay cho cô chú anh chị xem. Ồ hồ,
À, cái này chỉ có 23 ngàn. 23 ngàn thì tầm khoảng 500 đô, phải không? À, không, khoảng 700 đô. Gần 700 đô á, một cái ghế này nè. Còn cái bộ ghế này nhìn cũng đẹp mà cũng rẻ ha. Cái bộ ghế này chỉ có 600 mấy đô à. À, ghế mà cũng có thể làm ra thành giường nè, xếp nó lại thành cái giường á, rất là nhiều đủ loại đủ kiểu á. Ngậu đầu ở ba gì hả chị Mâm? Một Chị Mâm chạy nãy giờ mệt rồi, giờ ngậu đầu ở ba gì á? Bên chỗ này thì bán dĩa cũng theo tông màu nè, đủ màu đủ kiểu. Xanh lá cây à, bên này sẽ là màu đỏ, bên kia là màu trắng. Màu trắng bên này, màu đen, màu xanh đen, màu xanh vàng. Bên này tông màu trắng đẹp ha. Cái này bằng đá, cái này để cá, để cá để sushi, những cái món ăn trang trí cho đẹp. Này màu hồng giảm giá rất là nhiều, tại vì hàng hơi bị tồn kho, bị ế chiến tranh nè, ảnh hưởng chiến tranh đó, cho nên là bị ế. Bên đây rất là ghế nệm rất là nhiều, bên đây ghế nệm giá cao hơn nè. Bên đây một cái ghế như thế này, một cái ghế màu trắng như thế này là giá khoảng 1.300 đô. Cái ghế này thì giá khoảng 1.000 đô. Cái ghế này nè, có hai cái ghế màu xanh nè. Còn cái ghế này á, cái ghế màu này thì giá khoảng 1.500 đô. 1.700 đô hơn 1.500 đô. Ở bên kia nữa, bên kia có cái mấy cái ghế di vành, cái ghế trong nhà đẹp. Giảm giá rồi mà vậy. Bên này có cái ghế 77.000, có nghĩa là bao nhiêu đô hả? 3.000 đô, không, 2.300 đô. Khoảng 2.300 đô cái ghế này nè. Ở bên đây người ta có trang trí bếp nữa nè. Người ta để cái rất là nhiều loại bếp, xong rồi mình chỉ còn thích cái loại bếp nào đó mình đặt, người ta size rồi cái người ta đem về nhà cho mình luôn, người ta ráp luôn nè. Một cái bếp như vậy có cái giá người ta đổi của chúng chị còn 2.000 đô, 1.900 đô là được giảm giá 30% á. Cái bếp đẹp là người ta phối màu rất là sang. Một cái bộ gì có rất là nhiều tỷ giá hả? Hàng chào. Cái chỗ này bán cái dĩa bự. Cái dĩa bự có giá 30 đô, gần 30 đô cái dĩa này. Mẹ 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 xin chào cô chú nghe không? Mẹ mẹ xin chào. Này bán ly, bán mấy cái ly cầm để uống trà này. Rất là nhiều loại, người ta trang trí rất là đẹp. Chỗ này bán dao, dao đủ loại trong cửa kính. Một bộ dao có giá khoảng 60 đô đã được giảm giá. Đó, dao. Cái hiệu này dao tốt nè. Còn mấy hiệu khác mình cũng không rành. Dao đủ loại, rất là nhiều loại dao. Mất rồi. Không có.
3000 samurai like Japan style. Yes. Thế mà đi xuống cái con điện nào ba ba mò mệt chứ con. Chỗ này cái chỗ này là chỗ bán thớt, rất là nhiều loại thớt, thớt gỗ rất là đẹp. Thớt này là thớt bằng giấy, mấy cái loại thớt bằng cái miếng á mà đủ màu. Cái này giá rẻ xanh quá à, để trong nhà bếp chối lọ. Bếp gỗ đẹp hơn, bếp thớt đủ loại gỗ, có cái loại thớt thì mà to. Một cái đám thớt này giá 80-90 đô. Cái khuôn để cắt bánh pizza, thớt đủ loại, muốn lấy loại nào lấy, cô chú anh chị ơi nhiều. Cái đám thớt này bự, thớt cái thớt này để chặt thịt, thớt gỗ để chặt thịt luôn. Có giá khoảng 25 đô một cái thớt bự. Chục 25 đô một cái thớt lớn. Cái thớt này gỗ gỗ ấy hơn thì còn 15-16 đô. Thớt này mỏng, to nhưng mà mỏng. Bên kia bán dao. Chỗ này bán mấy cái son. Một cái son này 120 đô của chú anh chị, 115 đô. Ở đây bán mấy cái son của chú anh chị. Một cái son này nè, một cái son mà có giá 200 mấy đô. Cái son này nhỏ xíu nè mà còn 30 mấy đô đó, nhỏ xíu. Cái loại son này mắc tiền nè, 230 đô một cái, nguyên một bộ, một bộ của chú anh chị. Còn một cái với giá như thế này nè. Đó, là son này rất là tốt, cái đế rất là nặng, nấu ăn nó không bị cháy. Lỡ mà vừa nấu vừa xào luôn á, nó không bị cháy, rất là tốt. Cho nên thành thử cái giá nó mắc là vậy. Mà hơn nữa mình xài rất là bền. Cái loại này nè, trà nó bóng, càng trà nó càng bóng. Mà ở bên trong á, nấu xong á, nó không có bị cháy, mà lỡ có cháy đi nữa thì nó cũng rất là dễ trà. Mà xài miết luôn á, xài vĩnh viễn luôn, tại vì là nó không có bị tróc cái chống dính á. Mỗi lần mình xài gì mà nó bị tróc cái chống dính là mình phải thay. Còn cái này thì không cần thay gì hết, xài vĩnh viễn luôn. Nên là mua cái này là một lần xài mãi mãi. Rất là nhiều loại. Này cái chảo này đó. Chảo thì cũng mua loại như thế này thì xài rất là tiện. Nó tốt á. Cái nồi hấp 12.000 thì tầm khoảng gần 400 đô hả? Gần 400 đô một cái nồi hấp. Cái nắp thì nó nặng. Cái nồi hấp 6 lít. 6 lít vừa nấu vừa hấp. Trời ơi. Tiền Việt mình còn 8-9 triệu. Cái loại hãng này rất là tốt, xài bền đó. Nhưng mà chỉ có điều mình thấy nó mất quá. Cái bình chế cà phê. Thank you.
chỗ này bán điện. Điện hồn chó tim anh, điện hồn chim anh nó mệt nó ngồi ghế này. Còn chó luôn khách ngồi trên toilet. Are you want show me this is clip? This is not good, this is Karam. Ah, Karam is... This is one, for one this or one square? One square. This is one square? Ồ hồ, cái nhà tắm đẹp nè, cái trang trí cái nhà tắm. À, cái loại gạch. Cái loại gạch size rất là lớn. 1m2 nha, 1m2. Cái giá 80 đô. Đó, cái khu này là cái khu bán đồ trong nhà. Sửa nhà, đó. Cái chỗ này đẹp quá ha, bằng cái mấy cái cũng là những cái gạch men, gạch bằng đá không mà nó là người ta làm những cái màu á đẹp. Cô chú anh chị xem bên này nè, cái tông này cũng đẹp ha, tông này sang nè. Wow. Ở trong này là người ta trang trí ở trên. Trang trí những cái ghế. Cái ghế trang trí trong nhà. Này là nhà tắm nè. Người ta trang trí sẵn này, nếu mà mình thích cái khung này thì mua trang trí giống y chang gì. Quay gần thì cô chú anh chị xem đó. Cái này là tông màu trắng nè. What I want to start. Có cái cây nữa. Rồi cái chỗ này cũng vậy mà màu này đẹp ha. Có cái ghế. Nhiều loại đủ kiểu hết chỗ, đủ cổ chỗ nè. Bên chỗ kia bán tủ gạch. À, bây giờ Thịnh bây giờ ở đây là cô chú anh chị biết cái gì không? Cái những cái loại gạch á mà lớn như vậy luôn nè, dán lên. Loại gạch lớn như vậy, một miếng lớn chứ ta không có nhỏ nữa. Nó là một bao nhiêu mét? Người ta tính giá thêm 1m2. À 1m2 nhân 2m6 là một miếng này nè, có giá còn 200 đô. Một cái miếng vậy á. 200 đô. Này là mình đang cầm máy quay cho ông bà cô bác xem nè. Hai anh em chạy chơi đã luôn. Đó, ghế người ta trang trí sẵn mệt để ngồi xuống nghỉ. Chạy đã. Trời ơi, nhiều màu đẹp quá. Tủ bên chỗ này người ta trang trí bán cửa nè. Để rồi cái chỗ này bán chỉ toilet thôi, bồn toilet với lại bồn rửa tay. Khu này mà rộng như gì nè cô chú anh chị, đẹp quá chưa. Wow. Ở cái bồn tắm này có những cái ti nước á để massage cơ thể nè. Cho thì Mai chơi Fanta luôn, tê Mai chơi thác nước luôn hả con? Đẹp nè. À, cái bồn chỗ này để cái bồn có cái bồn có cái tủ gỗ đẹp. Đi coi đồ đã chờ, có nhà mới đâu mà đi coi đồ đã. Bồn toilet nhiều. Những cái nhà tắm, những cái nhà tắm đứng mini. À, cô chú anh chị, những nhà tắm đứng mini nhỏ để trong cái góc. Nhiều đi vô trong đây giống như cái mê công mà toàn là cửa kính không. Đủ loại của chú chị, ở khu nào cũng có nhân viên đến phục vụ người ta. Nếu mà mình mua thì mình đến mình họ mình người ta chỉ dẫn cho mình. Rất là nhiều nhân viên. Như là một cái mê cung.
đi ra khỏi chỗ này. À, cái chỗ này cũng là khu vực nhà tắm luôn mà đổ dài xuống dưới kia luôn, có cả hàng trăm mét. Ở dưới kia thì bán những cái loại kính. Đi tìm ma xuống đây con. Kính rồi mấy cái vòi sen trong này. Móc sim. Đây có bán cái rổ đựng đồ đẹp nè. Này bao nhiêu tiền đây? Đẹp á, những cái đồ để trong nhà tắm, những cái kệ để xà bông bằng đá, bằng nhựa, cái này bằng đá. Muốn có một cái ngôi nhà trang trí thật là đẹp á thì vô trong này và phải chịu cái giá mắc một chút. Chỉ có những cái loại người ta lựa sẵn này đó, đủ loại. Ở bên này nữa nè. Chỗ này bán kính, bán kính để trang trí trong gia trong nhà, kính á, cái gương á, từng khu vực từng khu vực. Chỗ kia bán giấy dán à, cái chỗ bên đối diện là bán giấy dán tường. Chỗ này bán mấy cái thảm sọt rác. Qua tới chỗ này là bán mấy cái đồ dọn vệ sinh, những đồ trong gia đình, giấy rồi đó. Chỗ bên này bán tivi. Chỗ này bán tivi, đồ điện tử. Tính đồ điện gia dụng trong nhà đó. Wow. Tôi con nhỏ. Xe máy, có bán xe máy nữa nè. Ở trong kia bán mỹ phẩm. Trong kia bán luôn mỹ phẩm luôn. Bán điện thoại rồi là bán những cái gian hàng chuẩn bị ngày lễ phục sinh đó. Ở Ukraine thì khoảng tầm một tuần nữa đến ngày lễ phục sinh đó rồi. Ở chỗ này bán hàng rau củ quả, rau củ quả, trái cây, ăn phân hay à, cậu muốn đi ăn trước sau qua muốn mì này, rau củ quả này, trái cây. Ở trong kia bán thịt. Bây giờ qua bên này ăn, bên này có bán hàng ăn nữa nè. Ăn, đi qua đây ăn. Nhưng mà cái buffet ở Ukraine là mình gọi món xong mình tính tiền. Đang ăn là mình gọi món xong mình đi tính tiền. Maki sushi. Đây có cuộn sushi nè. Họ làm trực tiếp vô tươi luôn nè, cắt ra cho mình. Đây bán thực phẩm đồ ăn, xong rồi bán bán luôn cái thức ăn tươi này, người ta có bếp á, cái bếp sẵn rồi người ta làm. À, bên chỗ này bán
mấy cái đồ salad. Salad ở này có thịt, cá, đồ xào, cơm chiên, cá chiên. Sao con? À, mình đi mua, mình sẽ ta đưa mình một cái số, mình mua hết tất cả mọi thứ xong ra quầy á, cái người ta sẽ tính tiền theo cái số này nè, có cái mã số người ta tính tiền hết cho mình, không có bị lộ. À, cái này có cơm chiên, có rau xào, mì xào. Xong tụi mình tự tính tiền xong mới ra ăn. Tima Luca đó, xin chào. Xin chào. Xin chào. Là gì vậy? Giỏi. Ở đây những cái gian hàng bán đồ ăn buffet như thế này nè, mình tự chọn xong mình tự tính tiền, xong rồi mình ăn xong mình tự dẹp luôn cô chú chị. Nhưng mà họ rất là sạch sẽ, mỗi người đều có tự dọn hết. Rồi có nhân viên bỏ trong cái khay này nè. Rồi cái có nhân viên đến người ta dọn, người ta rửa. Mà mình ăn một phần mình tự dẹp. Không có bày tùm lum. Ở cái khu này bán sushi với lại một ít đồ ăn tươi. Còn cái khu bên kia cũng bán đồ ăn luôn mà nhiều loại hơn. Thịt rồi súp rồi. Ở bên kia, gian hàng ở bên kia. Họ làm rất là sạch sẽ. Từ cái chén, cái dĩa, cái nĩa người ta làm rất là sạch. Đi chợ mua xong rồi tự tính tiền. Dự định đi mua chảo mà không có cái chảo nào vừa ý hết, là một cái son.